Hello, xin chào tất cả anh chị các bạn và chào mừng anh chị đến cái video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay thì xin chia sẻ anh chị một vài những yếu tố về cái dòng xe Kia K3 màu trắng. Và hiện tại thì năm nay em về toàn những dòng xe lướt và có một câu hỏi cũng khá là thú vị trong khoảng thời gian qua và cũng như là có một vài bác đã hỏi thời gian trước là sao anh không về những dòng xe mà nó nhiều tiền. Thì chia sẻ với anh chị và các bạn rằng là đối với cái dòng xe nhiều tiền như những năm trước ấy, thì có lẽ rằng là có cái phân khúc đó thì có ít người có cái khả năng tài chính, nhưng họ cũng không hiểu vì sao năm nay thì các bác có tài chính lắm thế không biết. Một vài những dòng xe Santa Fe và một vài dòng Prado em vừa gì toàn là loại xe mà nó tỷ hơn tỷ thôi. Thế thì dạo này em về cũng rất nhiều những dòng xe loanh quanh nó là như vậy. Xpander 2020 nó khoảng 5,5 gì đó, và rất nhiều dòng xe Santa Fe đời 15, 16 và Fortuner đời 13, 14. Thì hôm nay về con Kia K3 đời 2015. Phiên bản này .6 điều hòa hai vùng tách biệt. Và đối với dòng này thì em thấy rằng là đi nó cũng khá ổn. Nó đi rất là tốt, độ ổn của nó của con này thì rất là tuyệt vời. Form dáng cũng đẹp. Tuy nhiên nó là số sàn. Thế thì cái dòng xe này thì đối với những ai có thể phù hợp với nó thì chia sẻ với anh chị rằng là để phù hợp với dòng xe này thì một vài những gia đình, và đặc biệt là nếu chúng ta mà cái đường nó thông hè thoáng, rộng, đặc biệt là thích cái form dáng và thích cái độ êm dịu, thì nó cũng là một trong những cái điều yếu tố để giúp anh chị có thể một chiếc xe gia đình tuyệt vời. Con K3 2015 này phiên bản 6 số anh chị nhé. Đối với dòng xe số thể thao lại 6 số như này thì nó chạy đường trường thì cực kỳ tốt, và chạy đường bằng thì cũng khá tốt luôn. Các bạn có thể nhìn thấy chân côn, chân phanh, chân ga nó kìa. Con này thì nó chạy loanh quanh khoảng chục vạn cây số thôi. Tất nhiên rằng là cái màu trắng này thì bao giờ cũng vậy. Nó không còn được sơn zin nữa, nhưng mà sơn của nó cũng còn khá đẹp. Và em về em cũng bắn tỉa một vài chỗ rồi. Con này thì nó là xe biển Quảng Ninh và gầm bệ khá tốt anh chị nhé. Hệ thống phanh đĩa 4 bánh, và con này thì chủ cũng khá là giữ xe. Ta có thể nhìn thấy rằng là táp lô táp ly con này đẹp. Cái dòng xe K3 này thì có lẽ rằng là người ta ít chạy dịch vụ, cho nên là cái nội thất của nó đẹp. Cái nội thất của nó khá đẹp, từ những cái phần đầu cốp con này thì hệ thống camera phải nói rằng là nó cũng nhiều đấy. Một camera sau này. Đấy, khi mà ngồi trên xe thì còn nhìn thấy cả camera 360 cơ. Camera trước nữa. Máy zin 100%. Camera trước đây này. Đấy. Chủ xe cũng giữ xe, và con này thì máy zin 100% luôn anh chị nhé. Và xe cũng là zin 100% luôn. Nó là một trong những phân khúc mà em thấy rằng là .6 nhưng mà đi thì tốt. Có lẽ rằng tốt hơn cả Avante và tốt hơn cả Accent. Cảm giác của em nó là như vậy. Không biết là có đúng hay không. Có cái điều là con này thì hệ thống đèn đóm của nó nhìn đẹp hơn. Đấy, đèn vi. Và hệ thống của nó tích hợp vô lăng cũng khá ổn. La răng thì đương nhiên rằng là được phay. Và hệ thống phanh đĩa 4 bánh, cái khóa cửa của nó đây. Tổng thành con xe này thì chắc là các bác cũng chẳng chê được. Cái dòng xe này với dòng xe Kia Rio thì em thấy rằng là có lẽ rằng là cái nội thất nó xem xem nhau. Nhưng mà con này thì đóng cửa có vẻ như là nó êm ái hơn. Em cũng có một con Kia Rio về xe lướt, mới về chạy được mấy vạn cây số. Thì con đó thời điểm hiện tại nó cùng đời với con này, nhưng mà giá tiền thì nó rẻ hơn. Thì nó có 300 thôi, nhưng mà xe thì cũng mới đấy. Về cơ bản thì cây số thì hai con này thì con đó con Kia Rio chạy ít hơn, giá tiền thấp hơn. Con này thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ hệ thống báo áp suất lốp cho đến hệ thống cả này. Để hết ở bên này. Màn hình thì Android rồi.
chạy êm lắm anh chị ạ. Rất thích những cái dòng xe như thế này. Đấy. Các bác có thể thấy không? Hệ thống cam. Đấy. 360 này. Cam trước, cam sau. Và hệ thống của xe nó điều hòa con này thì nó tuy rằng là số sàn nhưng mà lại được hai vùng tách biệt rồi. Cho nên là nó cũng là một cái điều mà khá là thú vị. Đối với dòng xe Kia K3 này. Cổ số thì bô lăng vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Con này thì hệ thống gập gương cũng đủ hết luôn. Đấy. Gập gương. Hệ thống khóa cửa. Chỉnh sáng tối màn hình. Cái điều khá thú vị của dòng xe này là chỉnh sáng tối màn hình nó báo luôn ở cột sóng này. Nó báo luôn ở cột sóng này. Đấy. Em chạy con này thì em thấy rằng là nếu để chạy trên cao tốc thì đây là một điều khá là tuyệt vời. Con này cứ đóng số cái là camera 360 báo luôn. Chúng ta sẽ xem qua phần khoang cốp của con này. Máy thì zin 100% rồi nhá anh chị nhá. Máy zin và tổng thành 4 cánh thì cực kỳ đẹp rồi. Rồi, khoang cốp thì hai lớp. Lớp dưới là nỉ vẫn còn nguyên mới tinh anh chị ạ. Con này thì nó chống ồn rồi, nhưng có cái điều là cốp đẹp. Cốp thì cực kỳ đẹp, khóa cốp này. Em thấy rằng là cái form dáng con này thì cũng khá là đáng yêu. Nhìn cái xe nó cũng trường xe và cũng dài xe. Không thua kém gì Mazda, Mazda đấm rồi cả. Tất nhiên là mỗi một con này một phân khúc khác nhau. Nhưng mà con này thì đi nó không cứng xe lắm đâu. Đi rất là mềm xe. Bác nào mà đi gia đình mà lấy dòng này thì tốt. Giá tiền thì nó cũng hợp lý. Tất nhiên là nó sẽ bằng một con Vios đời 2017. Tầm tiền bây giờ thì con này là 365 triệu. Từ hệ thống ghế, màn hình rồi thì trần phèo. Các bác không phải sợ cái gì cả. Ta sẽ làm thử một đoạn. Con này hết nước gạt mưa rồi. Hệ thống xăng cũng cạn rồi. Em đi quay cho nên là cũng chả đổ. Ý về phải đổ nó. Về đổ nước gạt mưa và đổ xăng cho nó. Đấy. Thì cứ cái là nó đẩy lên trên, sau đó thì là đến hệ thống âm nhạc. Chạy rất là vút, con này nếu mà để mà nói về độ chạy thì khá vút anh chị ạ. Và tốc độ chỉ gần lên khoảng 20 là tự động chốt cửa rồi. Âm thanh nghe cũng khá là hay. Trần phèo rất là mới luôn. Con này trần phèo thì rất là mới. Đấy, đi vào đường bê tông nhưng mà im phắc luôn này. Đấy. Rất là vút. Vòng tua 2000. Xăng thì cũng không ăn nhiều anh chị nhá. Xăng ăn ít 0.6 này thì nó khoảng 7-8 lít thì cũng chấp nhận được. Đường hơi bị đông. Thì đối với cái dòng xe này thì anh chị có thể thấy rằng là điều hòa con này, những dòng xe này nó rất là mát. Và nó cũng là một trong những yếu tố mà ngồi trong xe nó cảm thấy nó im vắng và đi nó bốc. Thì chia sẻ với anh chị với dòng xe, với dòng xe Kia K3 này. Còn đương nhiên rằng là không nói về keo chỉ, bởi vì là con này là xe của nó zin hết, cho nên là em chả thèm nói về keo chỉ làm gì, xe nó còn đẹp, máy nguyên. Và cái dòng lướt lướt như năm nay thì những con xe chạy được 2 vạn với 3 vạn, nhưng nay em lấy thì bao đẹp và bao test cho anh chị thoải mái nhá. Hôm qua em cái vừa chuyển về rất nhiều về xe về các nơi, ví dụ như là ở Phú Thọ thì hôm qua mấy bác cũng vừa lấy, ở Tuyên Quang rồi mấy bác cũng vừa lấy, Sài Gòn cũng có. Thì anh chị có thể là ebook nếu như cần tham khảo hoặc là cần tư vấn bất kỳ cái điều gì nhá. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.